Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, một vụ kiện có 102 đã khiến những người dân ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xôn xao một thời gian dài vì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ nguyên nhân đến kết quả. Từ một lời thách đối nhau làm một việc khó tưởng, đó là cắn của quý mà những người trong cuộc đã kéo nhau lên tòa để kiện tụng đòi bồi thường 180 triệu đồng. Vụ kiện này lùm xùm và khó giải quyết đến mức qua nhiều cấp chính quyền, vẫn khó đưa ra kết luận ai đúng ai sai. Và sau khi vụ việc được đưa ra xét xử, quyết định từ tòa án cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Chuyện động trời này xảy ra tại xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lệnh, tỉnh Tiền Giang. Người bị cắn chảy máu của quý là ông TTH, 64 tuổi, người cắn là bà NTL, 38 tuổi, ngụ cùng xã. Hồ sơ của Công an xã Mỹ Thành Bắc xác định vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2013 tại nhà ông Nguyễn Văn Trăng ở ấp 3 tổ chức tiệc nhậu. Ngoài 7 người đàn ông, tiệc nhậu này còn có hai phụ nữ là bà NTN, 58 tuổi và bà L. Theo biên bản công an, trong lúc nhậu, ông H và bà N nhắc chuyện xưa hai người. Bà N táo bạo hơn khi nói của quý của ông H có vết sẹo. Ông Hát chẳng những không ngại ngùng mà còn có hành động phản cảm khi cởi quần để mọi người kiểm chứng ba lần, bất chấp bà nhậu can ngăn. Do có lớn cấn từ trước cuộc nhậu nên khi bà L nói vài câu thì ông Hát thách thức và nằm xuống nền nhà, bà L đã thực hiện theo thách thức. Bà L xác nhận những gì bà khai với công an đều chính xác. Sở dĩ bà làm vậy vì ông Hát thách thức, muốn làm nhục bà trước mọi người. Khi bị cắn đau, ông Hát chụp ghế đánh bà L và được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, bản thân bà L đã làm đơn tố cáo ông H đã có hành vi thách thức làm nhục bà. Công an xã đã mời ông H, bà L và các nhân chứng tường trình và ghi lời khai. Theo bà L, sở dĩ bà thư lên công an là vì ông H tuyên bố nếu đánh bà không được thì ông sẽ thuê giang hồ xử và san bằng nhà bà. Chính quyền xã Mỹ Thành Bắc đã đưa vụ việc ra hòa giải. Đại diện chính quyền xã kết luận nguyên nhân xảy ra sự việc nói trên là hai bên quá chén, không làm chủ được bản thân. Tại buổi hòa giải tại xã Mỹ Thành Bắc ngày 1 tháng 4, bà N xác nhận ông H có thách thức. Nếu cô út bà L, tôi sẽ cho 100 triệu đồng. Lời khai này trùng khớp với một số nhân chứng tại buổi nhậu ở nhà ông Trăng. Tuy nhiên, trong bản tường trình và lời khai của ông H, với công an, ông H không nhận vụ đánh cược 100 triệu đồng và thách cắn. Sự việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự xóm ấp. Dù vậy, Hội đồng Hòa giải thống nhất không xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H và bà L yêu cầu hai bên không kiện đòi bồi thường danh dự và số tiền 100 triệu đồng mà bà L cho rằng ông hát cược. Tuy nhiên cả hai không thống nhất nên yêu cầu chuyển hồ sơ về công an huyện Cai Lệ. Thượng tá Nguyễn Văn Tảo, trưởng công an huyện Cai Lệ, cho biết sau khi nghiên cứu hồ sơ, thấy mức độ thương tật của ông hát không lớn nên không xử lý hình sự được. Còn việc ông hát có thách đố và hai bên đều yêu cầu bồi thường danh dự thì thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Chính vì vậy, Công an huyện hướng dẫn Công an xã làm thủ tục chuyển vụ việc này đến Tòa án Nhân dân huyện Cai Lệ để giải quyết. Ông Phan Văn Tiện, bí thư đảng ủy xã Mỹ Thành Bắc, cho biết vụ việc này làm địa phương rất đau đầu. Trước mắt đảng ủy xã đã chỉ đạo hội cựu chiến binh xử lý cách chức chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp 3 đối với ông H vì không còn đủ tư cách, uy tín giữ chức vụ này nữa. Ngày 22 tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiên Giang đã đưa ra xét xử vụ kiện đòi bồi thường danh dự và thiệt hại do cắn của quý, theo lời thách đố trị giá 100 triệu đồng trên. Sáng sớm ngày hôm đó, không khí ở thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy bỗng sôi động khát thường. Tại các quán cà phê, hầu như người ta chỉ bàn mỗi câu chuyện thách cắn của quý sẽ được Tòa án Nhân dân huyện đưa ra xét xử. Còn trước trụ sở Tòa án Nhân dân huyện, hàng chục người đã có mặt từ rất sớm để chờ xem phiên tòa, dù theo lịch đến 8 giờ sáng phiên tòa mới bắt đầu cả nguyên đơn và bị đơn cũng đều có mặt từ rất sớm, chứng tỏ họ cũng chờ đợi phiên tòa. Thế nhưng, do phải xử một vụ án khác nên Tòa án Nhân dân huyện Cai Lậy rời vụ cắn của quý đến đầu giờ chiều. Vậy là hàng trăm người hiếu kỳ đến xem phiên tòa, trong đó hầu hết đến từ xã Mỹ Thành Bắc, tú ra các quán cà phê ngồi đợi đến đầu giờ chiều. Họ lại có dịp bàn tán về vụ kiện độc nhất vô nhị này. Tại tòa, bà L yêu cầu tòa buộc ông Hát bồi thường cho bà tổng cộng 180 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng tiền cược, bồi thường danh dự 50 triệu đồng, tiền mất thu nhập và chi phí thu thập chứng cứ khởi kiện ông Hát là 30 triệu đồng. Đồng thời, bà L cho rằng ông Hát có ác cảm với mình nên mới muốn chèn ép bà. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 1, bà có bán lòng và xương heo cho ông Hát với giá 1,7 triệu đồng để ông H làm tổng kết năm cho chi hội cựu chiến binh ấp 3 ông Hát yêu cầu bà kê số tiền lên thành 2,2 triệu đồng. Bà đồng ý nhưng sau đó thấy sai nên bà báo cáo với Chủ tịch xã Mỹ Thành Bắc. Theo bà L, vì chuyện đó mà ông Hát luôn kiếm cớ gây sự, xúc phạm đến danh dự của bà. Câu chuyện thách cắn của quý có thể bắt nguồn từ nguyên nhân ấy. Bà L nhìn nhận động cơ cắn của quý ông Hát vì cảm thấy bị nhục mạ danh dự người phụ nữ, không kiềm chế được. Khi tòa hỏi có biết cắn như vậy mà gây thương tích nặng thì sẽ bị xử lý hình sự không? Bà L trả lời tôi biết gây thương tích là có tội, nhưng ảnh khiêu khích, tôi bị kích động nhiều quá nên cắn để ảnh trừa. Ảnh nhục mạ tôi nhiều lần, lần thứ tư ảnh nằm xuống, tôi không kiềm chế được nên đã cắn. Tuy nhiên, ông Hát nhất quyết không đồng ý với những yêu cầu bà L đưa ra. Tại phiên tòa, ông Hát cho biết vì uống nhiều rượu, say quá nên ông không còn biết gì. Ông kể, chỉ khi bị cắn thì mới giật mình thức dậy và được hai người trong bàn nhậu kè lên võng nằm. Đến gần tối, người thân đi tìm dìu về nhà, sau khi về nhà, ông thấy đau nên mới xem lại thi thấy của quý chỉ bị xước miếng da nhỏ. Trước yêu cầu đòi bồi thường của bà L, ông Hát nói, chị L chẳng mất mát gì mà bồi hoàn. Khi chủ tọa phiên tòa và hội thẩm nhân dân hỏi, ông có thách đối chị L hay không? Ông Hát nói không và cho rằng bà L muốn vu khống và làm nhục ông. Chẳng những không chịu bồi thường, ông Hát còn yêu cầu bà L bồi thường danh dự cho ông 50 triệu đồng. Vị chủ tọa phiên tòa còn phân tích, trong việc này cả hai bên đều có lỗi, một bên thì thách thức, kích động, bên kia lại không kiềm chế được, nên để xảy ra chuyện trái với đạo đức xã hội. Trong gần 90 phút xét xử, tòa cố gắng hòa giải để hai bên thương lượng nhưng không có kết quả. Phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau với phần tuyên án. Buổi chiều và tối 22 tháng 7, dư luận thị trấn Cai Lệ và xã Mỹ Thành Nam lại được dịp sôi lên về phiên tòa lúc chiều, ngày 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiên Giang đã tuyên án vụ kiện trên. Hàng trăm người hiếu kỳ lại đến xem phiên xét xử. Những người tham dự tòa đã bất ngờ khi tòa tuyên bác tất cả yêu cầu đòi bồi thường của bà L. Nhận định tính chất vụ việc, tòa phân tích phải có thiệt hại, phải có hậu quả xảy ra, phải có lỗi mới có thể xét bồi thường. Hội đồng xét xử cho rằng, mặc dù yêu cầu của bà L đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và thiệt hại với số tiền 180 triệu đồng, nhưng trong suốt quá trình diễn biến vụ án, bà L không chứng minh được thiệt hại cụ thể. Chứng cứ bà L bị ông H đe dọa là không rõ ràng. Còn việc bà L cắn của quý ông H vì cho rằng bị nhục mạ đã bị tòa bác thẳng thừng vì không thuyết phục khi cho rằng bà L có đầy đủ năng lực, hành vi, biết việc gì nên làm và không nên làm. Bà L hoàn toàn có thể bỏ đi, không thực hiện hành vi hoặc yêu cầu chính quyền địa phương xử lý việc thách thức của ông H. Đằng này, các đương sự khi đã có rượu trong người, đã thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, đi ngược với thuần phong mỹ tục, để lại tiếng xấu và bị xã hội lên án. Còn số tiền cược 100 triệu đồng, tòa không kết luận có hay không, nhưng cho rằng việc này trái pháp luật nên không chấp nhận yêu cầu bồi thường mà bà L đưa ra. Tòa cũng không chấp nhận yêu cầu ông Hát công khai xin lỗi bà L tại tòa. Vì những lẽ đó, hội đồng xét xử đã tuyên bác yêu cầu của bà L đòi ông Hát bồi thường và xin lỗi bà trước tòa. Ngoài ra, tòa cho rằng đây là vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm nên không phải chịu án phí. Vì vậy, bà L được nhận lại 500.000 đồng án phí đã nộp trước đó. Ngay sau khi tòa tuyên án xong, bà L tuyên bố sẽ kháng cáo. Phiên tòa đã kết thúc mà không ai bị xử phạt. Dù vậy, với câu chuyện phi đạo đức trái với thuần phong mỹ tục, gây dư luận xấu trong cộng đồng và địa phương cai lệ suốt mấy tháng qua, những người trong cuộc chắc chắn rồi sẽ chịu bản án bia miệng kéo dài. Bởi người dân cai lệ sẽ không dễ dàng gì quên câu chuyện đáng xấu hổ xảy ra trên quê hương hiền hòa, thân thiện của họ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!